Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn những cái quy trình skin care của mình, của cá nhân mình để các bạn có thể tham khảo cũng như là biết cách để skin care cho chính bản thân mình như nào cho phù hợp. Thì hiện nay thì cái vấn đề skin care không chỉ dành riêng cho các bạn nữ mà các bạn nam cũng khá là quan tâm đến cái vấn đề skin care cho bản thân của mình. Vậy thì các bạn có biết skin care là gì không? Skin care chính là chăm sóc da. Đấy, hiểu đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái quá trình này nó thực sự là không đơn giản và hầu hết mọi người thì đều gặp vấn đề về cái việc mà mình skin care cho da như nào cho phù hợp. Thì bản thân mình thì da mình là da dầu và da mình thường tiết rất là nhiều dầu, thì mình cũng đã lựa chọn cho mình một cái cách skin care để hợp lý nhất, để cho phù hợp với da nhất, để có thể cải thiện từng ngày. Và mình cũng nhận ra là da mình đã cải thiện từng ngày kiềm được dầu. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì đầu tiên, skin care thì chính là chăm sóc da chứ không phải là make up, trang điểm. Thì chúng ta sẽ làm cho da của mình khỏe mạnh và tốt hơn nhờ những cái quy trình mà chúng ta chăm sóc da. Chính vì vậy nên là việc đầu tiên cần làm đó là hiểu về da của mình. Thì mình vừa chia sẻ với các bạn, da của mình là da dầu và nó thường tiết ra rất là nhiều dầu. Khi đấy thì mình sẽ chăm sóc da về sâu bên trong cũng như là bên ngoài. Trước tiên thì cái việc chăm sóc da ở bên ngoài mình sẽ nói trước, đó là phải lựa chọn các cái bước chăm sóc phù hợp. Các cái bước đầu tiên mà mình chăm sóc da từ bên ngoài đó là tẩy trang này, sau đó sẽ là rửa mặt, sau đó sẽ là tẩy da chết, sau đó thì sẽ là sử dụng lotion hoặc là toner. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng kem dưỡng. Tuy nhiên thì mình đã cắt ngắn các cái bước đi và mình không sử dụng kem dưỡng mà mình chỉ sử dụng tẩy trang. Sau đó thì mình dùng sữa rửa mặt, sử dụng tẩy da chết và dùng những cái loại mặt nạ từ thiên nhiên để cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho da của mình. Và chúng ta cần phải hiểu làn da chúng ta đang cần gì. Thì da của mình là da dầu, tuy nhiên thì chính vì thiếu nước, thiếu độ ẩm nên là nó mới tiết ra rất là nhiều dầu và khiến cho mình rất là khó chịu. Thì đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, ánh điện nó chiếu vào da mình rất là bóng. Tuy nhiên thì cái điều này nó được cải thiện khá là nhiều rồi. Và da dầu thì sẽ dẫn đến mụn, bởi vì là cái lỗ chân lông khi mà tiết dầu thì nó sẽ nở ra, và khi mà chúng ta đi ngoài đường rồi tiếp xúc với ánh nắng, tiếp xúc với bụi, môi trường, không khí thì có thể là da chúng ta sẽ bị nhiễm bụi bẩn, sau đó là nó sẽ thành mụn và gây viêm, gây sưng. Nhiều khi là cái mụn nó để lại cái vết thâm rất là rõ, rất là làm cái da mặt mình rất là bị rất là xấu ấy. Thì các bạn sẽ nên chọn một cái tẩy trang gọi là lành tính. Và cái việc tẩy trang thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng mỗi ngày, cho dù là các bạn có trang điểm hay là không trang điểm thì cái việc tẩy trang sẽ
làm cho da mặt chúng ta rất là sạch và loại bỏ những cái bụi hay là những cái chất bẩn dính trên da mặt của chúng ta. Sau khi mà tẩy trang thì các bạn cũng có thể sử dụng một cái loại sữa rửa mặt phù hợp. Như là đối với làn da của mình thì mình sẽ chọn một cái sữa rửa mặt, đó là sữa rửa mặt kiềm dầu. Bên cạnh đó thì nó phải cơm ẩm một chút. Bình thường thì những cái loại sữa rửa mặt kiềm dầu thì nó sẽ thường rửa xong nó rất là khô. Chính vì thế nên là chúng ta cũng phải lựa chọn một cái loại tuy là kiềm dầu nhưng mà phải cấp một chút ẩm. Đấy. Sau đấy thì mình sẽ tẩy da chết để loại bỏ cái làn da chết ở trên mặt của mình. Đó là một tuần thì mình sẽ chỉ tẩy da chết một lần thôi, tránh sử dụng nhiều lần thì gây mòn cái da mặt của mình, nó sẽ hại đến da mặt chứ không tốt đẹp gì đâu. Nên là các bạn cũng phải lưu ý khi sử dụng tẩy da chết. Sau khi tẩy da chết rồi thì mình sẽ rửa mặt bằng nước chè tươi ấy. Nó sẽ chăm sóc da mặt mình, bảo vệ da mặt mình rất là nhiều, chống lão hóa. Bởi vì cái việc của mình thì phải thường xuyên tiếp xúc với máy tính nên là mình đã sử dụng chè xanh, mình hãm nước chè xanh để rửa mặt, tránh được những cái tia bức xạ từ máy tính phát ra và làn da của mình sẽ được bảo vệ tốt hơn. Sau khi đã rửa mặt rồi, rửa mặt bằng nước chè hãm rồi thì mình sẽ để cho da mặt mình tự khô. Sau đấy thì mình sử dụng cái toner, tức là nước hoa hồng ấy. Nước hoa hồng thì sẽ dùng để cân bằng độ pH cho da. Đấy, khi mà mình sử dụng nước hoa hồng thì những cái bước sau này mình làm nó sẽ hấp thụ vào da tốt hơn. Các bạn có thể hiểu đại loại là như vậy. Đấy, khi mà sử dụng nước hoa hồng thì các bạn cũng có thể dùng một cái bông tẩy trang thật là mỏng, xong rồi các bạn đắp lên mặt, đắp thấm nước hoa hồng đắp lên mặt, hoặc là các bạn có thể vỗ ra tay rồi cho ra tay rồi vỗ lên mặt. Đấy, sau đó thì các bạn bước cuối cùng là chúng ta sẽ đắp mặt nạ. Nếu mà những ai mà có thời gian thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng mặt nạ mỗi tối để cho làn da của chúng ta luôn được cấp ẩm và nó sẽ căng mịn màng hơn. Đấy cũng là một cái bí quyết của người Hàn Quốc. Mỗi ngày thì họ đều dành thời gian để đắp mặt, bởi vì khi mà mình dành thời gian đắp mặt ấy, thì nó cũng không tốn là bao nhiêu mà da mặt của mình lại chăm sóc rất là tốt. Đấy, mình vừa chia sẻ với các bạn một cái điều rất là quan trọng đối với phụ nữ Hàn Quốc. Thì mặt nạ thì mình sẽ chọn mặt nạ như nào? Đối với làn da dầu của mình thì mình sẽ đặc biệt chú trọng đến cái việc cấp ẩm cũng như là kiềm dầu. Đấy thì mình có thể chọn mặt nạ trà xanh này, hoặc là mặt nạ dưa chuột này. Cũng có rất là nhiều các cái loại mặt nạ có sẵn mà cung cấp nhiều tinh chất. Đấy thì các bạn có thể mua các cái loại mặt nạ sử dụng thử, mỗi ngày đắp một chiếc để cho da mặt có thể được cung cấp đầy đủ những cái tinh chất mà nó cần thiết. Khi mà cái mặt nạ nào mà mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình sẽ loại bỏ. Và mình khuyên các bạn là nên sử dụng nhiều loại mặt nạ khác nhau. Đấy, bên cạnh những cái mặt nạ giấy có sẵn thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái loại hoa quả từ thiên nhiên như là dưa chuột này, hay là cà chua này, hay là sử dụng cái lòng trắng trứng gà để đắp mặt. Tất nhiên là các bạn nên tìm hiểu xem là da mình là da gì, để da mình là cái loại loại da mình là da gì và da mình cần cung cấp cái
dưỡng chất gì để có thể chọn cho mình những cái loại mặt nạ phù hợp. Và một điều quan trọng nhất đó là mỗi ngày ra ngoài thì các bạn nên sử dụng kem chống nắng. Nếu mà theo quan điểm cá nhân của mình ấy, nếu không sử dụng kem chống nắng thì tất cả những cái bước mà mình vừa nêu ra vừa rồi thì sẽ coi như là uổng phí, bởi vì cái tia nắng mặt trời nó sẽ gây ảnh hưởng đến da rất là nhiều. Những cái tia UV nó sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến làn da, và các bạn cũng biết là cái hậu quả đáng sợ nhất từ cái tia này đó là làm ung thư da của mình khi mà mình tiếp xúc lâu dài đối với nó. Mà hiện nay thì trái đất đang nóng lên, và các bạn cũng có thể cảm nhận được là mỗi khi mà ra đường thì chúng ta sẽ đón nhận những cái tia UV độc hại rất là nhiều đến làn da của chúng ta. Đấy. Thì bên cạnh cái việc chăm sóc da từ bên ngoài thì chúng ta sẽ chăm sóc da từ sâu bên trong. Đó là mình hay sử dụng nước như một cái sản phẩm từ thiên nhiên mà chúng nó khá là rẻ, giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều. Tuy vậy mà hiệu quả mang lại thì rất là tốt. Đó là các bạn có thể uống nước càng nhiều càng tốt mỗi ngày. Đặc biệt là buổi sáng thức dậy, các bạn uống cốc nước ấm, sau đó thì ăn sáng, nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nó giúp thanh lọc cơ thể và cũng cung cấp cái nguồn nước cho da của mình, để da của mình luôn luôn căng và mịn. Đấy, thì cái việc đầu tiên mình khuyên các bạn nên uống nước vào buổi sáng. Các bạn cũng có thể ăn thật nhiều loại hoa quả, đặc biệt là những cái loại hoa quả có nhiều màu sắc ấy. Hoặc là các bạn ăn thật là nhiều rau xanh, nó cũng giúp cho cái làn da của mình cung cấp những cái dinh dưỡng, những cái chất cần thiết cho da. Các bạn cũng biết rồi, và các bạn cũng có thể sử dụng những cái thực phẩm chức năng như là vitamin C, vitamin E hay là kẽm để bổ sung cho da. Ngoài ra thì những ai mà trên 25 tuổi hoặc là da của chúng ta, mình cảm thấy da của mình quá là yếu, cần được bổ sung collagen thì chúng ta cũng có thể uống collagen để chăm sóc cho ngoài da mặt thì nó sẽ chăm sóc cả tóc và móng tay. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.